Hôm nay gia đình mình sẽ làm dưa cải muối nha các bạn. Thì ở đây mình có hai cái bắp dưa cải mình mua ở chợ Việt Nam và nó có trọng lượng khoảng là 3 pounds ha các bạn. Thì bây giờ mình đã cắt nhỏ ra như thế này và mình sẽ mang đi mình rửa cho nó sạch nha. Những cái nhánh cải ở bên trong đó, nó có những cái chất dơ đó các bạn, thì mình ngâm ở đây một vài phút để cho cái chất dơ đó nó ra ha. Mình không có dùng nước sôi để mà trụng cải nha các bạn, mình chỉ dùng cái nước nóng ở cái vòi phong tên để mà mình rửa cải sơ qua thôi ha. Mình cũng dùng cái nước nóng từ cái vòi phong tên để mà mình pha nước muối nha các bạn. Ở đây mình có 4 cup nước, tương đương với 1 lít nha các bạn, thì mình sẽ bỏ vào đây 2 muỗng canh muối biển nha. Và mình cũng thêm vào đây 1 muỗng canh đường nha. Mình sẽ khuấy đều cái hỗn hợp này lên nha các bạn. Ở đây mình có một cái hũ miễn, thì bây giờ mình sẽ cho cải vào hũ nha các bạn. Cứ vài lớp cải thì mình sẽ bỏ một lớp hành nha các bạn. Thì ở đây mình dùng hai loại hành, mình có hành tím nhỏ và hành trắng bình thường. Thì hành nào mình xài cũng được, ngay cả hành lá cũng được, tại vì hành nó sẽ giúp cho dậy thêm cái mùi thơm của dưa cải thôi ha. Và mình cứ tiếp tục mình làm như thế cho đến khi nào hết thì thôi nha. Và bây giờ mình sẽ đổ cái nước muối vào cái lọ cải này nha các bạn. Mình sẽ dùng một cái bao ni lông như thế này và mình đổ đầy nước vào ha các bạn, để mà mình dằn cái cải á, cho nó nằm ở trong cái nước muối ha, để nó đừng có nổi lên ha. Mình sẽ đậy chặt cái hũ này lại nha các bạn. Và mình sẽ để nó ở ngoài nhiệt độ phòng để mà nó chua từ từ ha. Đây là cái cách làm cải chua của ngày xưa mà mẹ mình đã dạy lại cho mình. Theo cái cách này á, thì nó sẽ lâu chua, như của mình thì tới 2 tuần nó mới chua nha. Đây các bạn, mình có trí nhớ rất là dở cho nên mình viết cái ngày lên đây để mà nó nhắc nhở mình là cái ngày nào mình đã làm nó. Đây là sau 2 ngày nè các bạn, thì cái cải của mình bây giờ nó cũng đã đổi màu một tí xíu ha, và nước nó cũng đã đục lên một tí. Và đây là sau 5 ngày nha các bạn, thì bây giờ cải nó cũng đã đổi sang cái màu vàng lợt tự nhiên rồi nha, nhưng mà cái vị nó vẫn còn cái vị cay ở trong cải nha. Hôm nay là ngày 27 nha các bạn, là đúng 2 tuần luôn đó, thì hôm nay mình sẽ đập hộp cái hũ cải chua của mình nha. Hôm nay cải chua của mình có cái màu tự nhiên rất là đẹp phải không các bạn, mà mình không phải dùng màu thực phẩm. Mình sẽ lấy một miếng mình thử nha các bạn, thì nó rất là giòn mà không còn vị cay nữa. Mình sẽ thêm vào đây 2 muỗng canh đường nha các bạn, tại vì mình thích cái cải chua của mình nó có cái vị chua chua mặn mặn ngọt ngọt đó, và mình sẽ xóc nó lên cho đều nha. Mình bỏ cải chua của mình vào một cái hũ mũ như thế này nha các bạn, và mình sẽ bỏ nó vào cái tủ lạnh mát để mà mình bảo quản cho nó được ăn lâu dài thêm một chút ha. Cải chua là một món ăn kèm cho những cái bữa ăn chính của mình, nó giúp cho bữa ăn của mình được ngon hơn. Mình hy vọng các bạn thích cái video này của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video nha.